Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Lá thơ từ vùng Trung Tây nước Mỹ, ghi nhớ công ơn Thầy Tổ do thanh trơn cư sĩ tá bút như sau. Chúng con mang ơn Đức Thầy, Đức Di Lạc Phật Vương. Trước khi Phật Thích Ca nhập diệt, Ngài phó cho Di Lạc Phật Vương. Ở lại trần chịu khổ dầm xương, để dắt chúng thoát đường sanh tử. Lời di chúc suốt đời Ngài giữ, mấy ngàn năm vẫn trụ thế gian chịu biết bao cực khổ tai nạn. Bỏ cung nội xuống trần độ chúng, hiện đủ xác khắp trong nhân chủng, Đức Đạt Ma Ấn Độ thủa xưa. Đến Trung Hoa lục tổ truyền thừa. Về Nam Việt Phật Thầy Sơn biểu, ra mối đạo tứ ân hiếu nghĩa, cho tín đồ trao trịa làm người. Để một mai chuyển đổi đất trời. Kịp bước đến Long Hoa dự hội. Biết bao kiếp ngài không mệt mỏi. Khi Phật trùm, sư vãi, Đức Thầy. Xác cuối cùng bần sĩ ngày nay, lo dắt chúng đêm ngày chẳng nghỉ. Chúng con thật hạ căn thiếu trí. Bị văn minh ma quỷ cuốn lôi. Sống buông lung như kẻ nổi trôi, không hề biết quay về nguồn cội. Cứ mặc sức say mê gây tội. Để phụ hoàng nổi giận diệt tiêu. Thầy cùng chư Bồ Tát đánh liều, xuống thế gấp cứu nguy con dại. Bao khó nhọc thầy không quản ngại, mang nữ thân ra cả bệnh hoài vẫn ngày đêm chạy khắp đông tây đờn kêu réo theo thầy lánh nạn gọi con ơi tu mau đời tận bệnh dịch ôn đủ tán số căn trận cuồng phong lũ lụt sóng thần cuốn trôi hết không còn gì cả lớp binh biến bốn bên giặc giã giết chết người phố xá tiêu tàn lửa trời thiêu đốt hủy thế gian diệt hết kẻ ác gian ác đức con ơi cõi hồng trần nên dứt lợi danh tình đừng buộc lụy phiền lo tu hành về phật với tiên long hoa hội đặng chầu thánh đức ơn đức ấy biết sao đền được như thái sơn biển rộng sâu dày của từ tôn đức phật như lai chúng con hứa nghe thầy tu niệm cùng hòa sống nhắc nhau kiểm điểm buông thế trần ô nhiễm tâm linh siêng công phu cho huệ khai minh để thầy tổ phỉ tình thỏa dạ lời sau cuối chúng con bái tạ thỉnh cầu thầy trụ thế lâu dài cho chúng sanh mặt hạ đời nay, có chỗ để nương về học đạo. Đồng cầu nguyện hồng ân tam bảo, gia hộ thầy sức khỏe bình an, lái thuyền từ đi khắp thế gian, cứu vớt hết cả đàn con dại. Nam Mô A Di Đà Phật Illinois, ngày 18 tháng 12 năm 2023, Thanh Trơn Cư Sĩ Thanh Trơn Cư Sĩ nguyên là tín đồ Phật giáo hòa hảo, gửi cho kỳ vân cư sĩ bài thơ trên đây nội dung nhớ ơn thầy tổ, đệ tử nguyện tu kịp cơ tận thế hội Long Hoa, Nam Mô A Di Đà Phật. Sydney, ngày 18 tháng 12 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.